Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba chân vàng tròn hoa bên mình cho các bạn xem nhé. Hàng này thì mình có sẵn 4 màu các bạn ạ. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết từng màu cho các bạn xem nhé. Đây là màu nâu vàng mọi người ạ. Đây là màu nâu cà phê này, màu đỏ này, màu đen này. Ghế này thì mặt ghế của nó là chất liệu mộc da nhé, tạo thành các đường nối cách điệu như hình cánh hoa hoặc là quả bí cũng được nhé mọi người. Đường kính của nó là 33 cm, dày 7 cm nhé mọi người. Chân của ghế này là kim loại sơn tĩnh điện màu vàng hàng nhập khẩu nhé mọi người nhé. Ghế có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nhé mọi người. Chịu đựng sức nặng tầm 150 cân nhé. Đây mẫu mình 80 cân ngồi lên ghế cũng rất chỉ là ok và chắc chắn mọi người ạ. Đấy. Mình giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Các bạn cần tư vấn gì kỹ hơn về sản phẩm thì các bạn cứ vui lòng inbox shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.